Đây, giới thiệu với các bạn nhé, là sau khi mà một quá trình đã rất là nhiều công sức và cuối cùng thì đã thành công món kẹo hồ lô. Các bạn nghe, nhìn nghe kia, con cong lòng, con cong lòng. Đấy, uy tín đâu? Đấy, uy tín. Cho Zizo lên ngõ một tí đi. Rồi, đấy. Zizo nó cứ đoán liếu ấy. Rồi, rồi. Các bạn thấy không? Kẹo đỉnh luôn. Hôm nào nhá, khi mà mình quay clip này thì mình biết là cà phê đang học rất là ghen tị với anh chị là sẽ được khẩu sau, không cho em làm với cho em. Thì ba nói với cà phê nhá, là sinh nhật cà phê chị sữa và anh Shizo sẽ làm tặng con món kẹo hồ lô này, nhưng cả bằng quả dâu tây nữa, đúng không? Đúng rồi, cả quả cam. Cái gì? Cam, khế. Khế. Khế cái gì nữa? Xoài. Được. Ok luôn, mình chơi luôn nhá. Thống nhất là như vậy, mình sẽ làm món kẹo này nhá. Con 13. Bây giờ 13. Chúng ta sẽ thử cái món kẹo này xem là có ngon không. Con 13. Ngon đi, rồi. Ba con mình dê một cái. Dê một cái nhá. Úi giời. Quá đỉnh, kẹo kêu có cắt này. Các bạn nhìn này. À. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Uy tín không? Đấy, nho làm sao mà kêu như thế, đúng không? Đúng rồi. Đấy, ba con tôi sẽ ăn một cái món kẹo rất chi là uy tín, cái kẹo mang tên là hồ lô. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử nhá. Ừ, rồi, ăn ngon thử đi. Xin mời các bạn. Rồi, thử chưa? Rồi. Ba các bạn thử. Rồi, các bạn nhìn kẹo hồ lô mình ăn thử một tí chưa? Xem ngon không? Ngon. Có một cái lớp đường bao quanh. Nhưng nó hơi dính răng. Rất tuyệt vời. Ăn một cái mắt mà. Ngon quên nước vẻ. Ngon quên nước vẻ luôn. Bên ngoài nhá. Thế lớp đường này nó vừa ngọt keo. Thế rồi kẹo bánh nha ngày xưa mình ăn hồi bé cơ. Thế còn cái này á, lại còn xong á, là ăn xong cái này thấy mát lạnh thì nho. Để tủ lạnh mà, nó mát lạnh luôn. Cũng đang mềm mới mát lạnh luôn. Mình phải ăn thêm một miếng nữa mới được. Dính răng quá. Đỉnh. Tôi xin nhận em mình nhá. Làm món này chắc chắn là rất nhiều người thích luôn, đúng không? Mình sớm mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ làm nó keo vàng hơn đây nữa nhá, ngon hơn, mình hết lạnh nhá, ngon không? Ngon, ngon. Quan trọng là kẹo là mình làm rất là ngon. Nguồn gốc xuất xứ mình biết rõ, mình tự tay chế biến. Từ nhà mình sẽ không mua kẹo nữa, mình sẽ tự làm. Xin chào các bạn nhá. Xin hẹn các bạn hôm nay là ba con mình sẽ phấn đấu là được 100.000 sub. Và đứng nút bạc. Và nút bạc, bây giờ là được 91.300 người rồi. Chỉ còn có khoảng tầm 8.700.000 nữa thôi là mình sẽ có nút bạc rồi. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong một cái clip gần nhất. Mình sẽ chế biến nhiều món kẹo ngon hơn nhá. Chào các bạn. Các bạn nhớ like đăng ký cho mình nhé. Ok. Please. Nếu mà mình bật nút bạc, mình sẽ làm kẹo hồ lô mời tất cả các bạn luôn. Nhá. Ai ngon đến 3 4 5 Bình Phương. Ok. Quận Hồng Bàng. Thành phố Hải Phòng. Ok.